mỉm cười với con nào thế kia hả? Anh luôn đồ tồi, không đàng hoàng. Tồi như anh nhá, không bao giờ kết thúc tốt đẹp đâu nhá. Ừ, nhưng mà nhắn tin có làm sao đâu. Không thích, không thể chấp nhận nổi chuyện đấy. Chiếc tay anh nói như lời chan chối, em đừng ngu sầu. Anh bỏ cái ra đi, bỏ ra. Không, tôi không buông đâu. Anh đừng có mà níu kéo nữa, anh có níu kéo như nào tôi cũng không tha thứ anh chuyện này đâu. Không tha thứ cũng được, ừ, không tha thứ cũng không sao. Nhưng mà chị ơi, chị mua hàng chị phải trả tiền cho em chứ. Chị mua hàng chị phải trả tiền cho em chứ. Anh luôn được khốn nạn mà. Vài câu nói tôi khiến người thay đổi, tôi khiến bờ môi ấm mềm này chỉ còn trong. Em mới thanh toán con này cho chị với. Con này đây là chiếc G335 của Logitech ạ. Thì giá của em là 1.6 triệu. 1.6 triệu à? Vâng. Thôi chị khách quen ở đây, chồng chị mua đây bao nhiêu lần không mất được cho chị à? Ui dồi ôi, chị ơi, chị phải hiểu là mình ra store ấy là nó không như là ngoài chợ đâu. Không mà cả như thế được. Cái cả giá này, giá em biết rồi, chị không giảm giá đâu. Đó nhở, là làm nào nhở? Em phải làm nào, em nghĩ xem em giảm giá cho chị 500 thôi cũng được. 500 là giá 500 á? Ừ, 500 thôi cũng được. Ui, em bảo rồi là cả như à. À, ui, dạ vâng, để em giảm 500 cho chị nhá. Ừ, vâng. Đấy, thế chứ chị khách quen mà. Vâng, đi thanh toán nhá. Ui này, tiền khách nữa này. Đấy, 500. Mà chả hiểu sao khách đưa 500 xong rồi con tay em cũng 1.6 triệu, đưa 500 xong rồi lại có trưởng ăn chỗ. Ơ, khách buồn cười nhỉ. Dạ vâng, đây là bộ PC của chị vừa mua xong ạ. Thì cái bộ PC này có giá trị là 47 triệu đồng. Thì chị thanh toán bằng tiền mặt hay là bằng chuyển khoản ạ? Ờ, tôi chị chuyển khoản nhưng mà bên mình có ship xuyên Tết không em? À dạ vâng, ui chúng em bán xuyên Tết 4 cơ sở đó chị nha, 4 chi nhánh. Chúng em ship luôn giữa Tết luôn. Ừ thế đêm 30 em có thể ship cho chị được không? Tại chị ở nhà một mình chứ chị bê lại về mệt lắm. À dạ vâng, đấy thì bọn em sẽ cố gắng ship nhanh nhất có thể ạ. Ừ nhưng mà phải là em ship nhá. Phải là em ship mới được cơ, xong rồi đêm 30 ship xong có gì chị em mình bắn pháo hoa luôn. Liêm sỉ ở đâu, tự trọng ở đâu, địa chỉ đâu, số điện thoại với. Bán cái nghề có nhưng mà đói là không chịu được. Lắm chuyện. Đây, để số đi. Xong rồi chị em mình bắn pháo hoa nhé. Dạ vâng, vâng rồi, ôi. Đấy nhá, xong rồi ship cho chị nhá. Dạ vâng, 30 nhá, 30 nhá. Vâng, dạ vâng, chào chị ạ, bye bye. Anh đây, bye bye cưng. Ui, anh em muốn bán xuyên Tết này được cháy quá. Chị ạ, chị cần mua sản phẩm gì ạ? Chị muốn mua máy tính ấy. À, thế chị mua cho chính mình hay chị mua cho ai ạ? Không, chị mua tặng, cho tặng tặng người yêu, tặng người yêu. Wow, mua tặng người yêu mua quà. Ơ, thế thì anh ấy có nhu cầu sử dụng gì nhỉ? Nhu cầu á? Chắc là em cứ bán cho chị một cái máy tính nào kiểu kiểu phong cách đẹp trai, bởi người chị đẹp trai lắm. Phong cách đẹp trai mới thế nhở? Ý em nói ấy là kiểu như là anh đang cần kiểu cái game này để làm việc này, hay là cái tông màu của PC anh ấy như thế nào ấy ạ? À thế ạ? Ờ thế thì em không biết cái PC nào kiểu kiểu rất là PC ấy, thế là được. Chị ơi, chị nói rõ cho em để em có thể gọi là đáp ứng được. Thì ta nói rõ như thế rồi còn gì nữa, cái suất này làm ăn kiểu gì ấy nhở? Chả mua đấy, tớ chỗ khác mua. Nụ cười đã tắt, đằng sau cũng tắt. Khách hàng dỗi thế nhở? Bên em bán cả Tết à? À dạ vâng ạ, bọn em bán xuyên Tết lại 4 chi nhánh ạ. Ok, chờ chị đi, Ui, đây đây, chị đến trả hàng. Ôi, đồ xuân mới đã trả hàng rồi, giống hết cả năm không, không được. Cô chị ơi, chị vào trong này để bọn em làm giấy tờ nhá, xem nào. Ok, ok. Thì bọn em sẽ đi kiểm tra cái con cạc này và làm giấy tờ một chút. Xong rồi thì chị hãy giải trí trên game một tí nhá. Much, much later. Định bắn chị á, lập ra mà có cửa. Ui, chị chơi game siêu thế. Chuẩn bị tiếp một đây. Ui. Xong. Wow, chị chơi game siêu thế, đúng lúc một người phụ nữ lại. Chắc là ở nhà chị chơi giỏi hơn cả anh chồng đúng không? Không chuyện, ông nhà chồng của chị sẽ ăn được chị. Ui, thế chị thấy dùng ở đây có thấy mượt không? Mượt hơn máy nhà chị á. Mượt à? À, thế mà chúng em dùng đang càng yếu hơn cái cạc mình trả lại đấy. Thế á? Vâng. Thì nó mượt là do cạc. Vâng, nếu mà bây giờ nhá, nhà chị mà có một cái cạc khỏe hơn nhá, chị top 1, ti tỉ cái top 1 luôn. Thôi, chị không trả được đâu. Bây giờ em lấy thêm cho chị một con nữa để máy có lắp luôn không? Đấy, chị lắp luôn cho máy nhà chị một cái với cả máy ông ấy một cái solo xuyên Tết luôn. Hợp lý, đúng là quyết định của một người phụ nữ hiện đại. Được. Đi, nhanh, đang máu, đi.